Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, ai nấy cũng tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa hay xử lý công việc còn tồn đọng. Các nàng quát cũng vậy, mỗi người đều có những kế hoạch riêng cho ngày cuối năm của mình. Những ngày gần Tết, gia đình nào cũng đang gấp rút trang hoàng nhà cửa, mua thêm nhiều cây hoa để không gian sống thêm phần rực rỡ. Nhà của Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My cũng không ngoại lệ khi liên tiếp nhá hàng không gian sống với hoa lá khắp nhà. Vừa qua, Doãn Hải My cũng đã khoe gia đình cô đã sắm được cành đào chơi Tết. Bà xã Đoàn Văn Hậu cũng tiện flex luôn căn chung cư cao cấp view triệu đô, nhìn ra thẳng khu Mỹ Đình. Mặc dù là năm đầu làm vợ nhưng dường như cô nàng khá tự tin và tháo vát trong các công việc nữ công gia chánh. Một tuần trước, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã cùng nhau tham dự tiệc sinh nhật của hai người bạn thân thiết chơi cùng hội. Trong video hậu trường buổi tụ tập, đôi trai tài gái sắc Văn Hậu, Hải My chiếm spotlight với những hành động tình tứ dành cho nhau. Chẳng hạn như khi Văn Hậu mang bánh sinh nhật ra tặng hai người bạn, anh không quên quàng tay ôm Doãn Hải My vào sát bên mình. Cặp vợ chồng son cùng nhau bước đến với chiếc bánh kem xinh xắn. Hành động thân mật như thói quen che chở, yêu thương của Văn Hậu dành cho bà xã xinh đẹp. Còn Doãn Hải My cũng nép vào anh dựa dẫm như một lẽ tự nhiên. Tương tự Hải My, mới đây, vợ chồng Chu Thanh Huyền, Quang Hải cũng đã có khoảnh khắc gia đình đoàn viên ấm áp ngày cuối năm. Cả gia đình Quang Hải chọn làm tiệc nướng ngoài trời để tận hưởng không khí se se lạnh ở miền Bắc. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với khoảnh khắc đầm ấm, quây quần của gia đình nam cầu thủ. Được biết, đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ được tổ chức vào sau Tết Nguyên đán. Trái ngược với sự thảnh thơi của các chị em kể trên thì có một số nàng quát còn đang rất bận rộn. Vừa mới đây, Võ Nhật Linh bà xã Phan Văn Đức đã lên trang cá nhân than trời, ước gì trong 3 tiếng đồng hồ có dịch vụ làm nail, nối mi, hấp tóc, tút tát lại từ đầu tới chân một lúc tại nhà để vừa làm đẹp, vừa trông con được, Tết xa phết nhỉ. Sau khi lập gia đình và định cư ở thành phố Hồ Chí Minh thì năm nay sẽ là lần đầu tiên thủ môn Bùi Tiến Dũng đưa gia đình về ăn Tết ở quê nội Thanh Hóa. Trước khi về quê, cặp đôi đã có những cuộc hội ngộ với một vài người anh em thân thiết ở Hà Nội. Gia đình ba người cùng chụp ảnh và đăng trên trang cá nhân rằng đồng chí Danin, tên thân mật của con trai, chuẩn bị đón Tết lần đầu tiên ở quê. Đã có vài con răng và sẽ rất tốn gà của ông bà. Bên cạnh đó, sáng nay, vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ về tình trạng mới nhất của con trai. Dường như em bé đang bị sốt do mọc răng và vợ chồng cô đã phải chăm sóc cả đêm qua. Gửi những cái ôm đến những bà mẹ đang chăm sóc con nhỏ, Bianca viết. Hình ảnh này của Bianca được rất nhiều fan khen ngợi. Ở nhà cô xả vai khi cùng con đánh răng, tập đi, cho ăn, nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. Nét đẹp này chỉ những ai đã trở thành mẹ mới có được và với một người phụ nữ thì điều này thật đáng tự hào. Mỗi khi ở bên cạnh con trai, Bianca luôn nhẹ nhàng, cần mẫn, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất rồi mới thay quần áo, tã và ru con ngủ. Thời gian gần đây, do nam thủ môn phải tập luyện và thi đấu ngoài Hà Nội nên cô tự chăm con mà không có chồng bên cạnh. Ngoài ra, người đẹp từng cho biết không thuê bảo mẫu mà được mẹ đẻ hỗ trợ thêm trong việc nhà cửa, nuôi con. Khi ở nhà, Bianca không ngại khoe hình ảnh mặt mộc, giản dị chăm con.